Hello các bạn, em mình xin mến chào các bạn trở lại của kênh em mình Quỳnh ngày hôm nay nha. Bây giờ em mình sẽ vẽ cho cô này bốn ngón nè. Bây giờ trước tiên là mình sẽ vẽ cái màu xanh này nha các bạn. Đó. Cái ngón này vẽ nhiều màu lắm. Bây giờ em mình sẽ vẽ màu xanh trước đi. Đây một cái lá nhỏ ngay đây. Đó. Cái mẫu này là mẫu của cổ trận nha các bạn. Đây một lá nữa. Rồi ở trên đây, rồi đây một lá nữa nó, rồi cái ngón này là hai ba lá tùm lum luôn rồi mày vẽ đây nha. Rồi đây một lá nữa, rồi dưới đây là một lá lên. Cổ ngắn quá. Rồi bây giờ em mình sẽ cho bên đây. Rồi giờ em mình cho hơi tay bên đó nha. Can you try that? Yes. Thank you. Rồi bên đây em mình cũng vẽ những cái lá tương tự vậy thôi nha các bạn. Không cần mình phải làm mà. Rồi, vậy là mình đã xong cái màu xanh nha. Bây giờ mình bỏ tay của khách xuống cho hơi qua bên đây. Cái bước kế tiếp cái màu xanh là mình sẽ sử dụng cái màu đen nha các bạn. Có hai cái ngón nhỏ nhỏ vậy chứ cổ vẽ tùm lum hết á. Rồi, bây giờ mình vẽ đây một cây màu đen nha. Cây màu đen lên đây. Có mấy cái tưa ra đây. Rồi còn ở đây là một nhánh màu đen ra đây. Rồi bắt đầu có những cái nhánh trà nhỏ ra. Rồi ở dưới đây là một cây. Bây giờ vẽ những cái lá theo nha các bạn. Lá đen nha. Bạn thấy cái mẫu nó đơn giản nhưng mà cũng mất khá nhiều thời gian ha. That nail so long, I don't think so. We have an up room for some flower, okay? Okay. Yeah, we try the best we can, you know. Sure. Because your nail a lot is shorter than that nail. Cái móng của cổ rất là ngắn hơn là cái móng. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ đây. Put out a color, please. Do you want to do pink and white? Your choice. That's up to you. Okay, can you sit there and wait for me a little bit? Okay. My husband said, you better get out of the pool. You're supposed to go get your nails done. Okay. Yeah, can you sit there and wait for me 5 minutes, please? Okay.
ở bên đây bây giờ mình dán cái tàn cây lên đây nha các bạn. Rồi bây giờ những cái xanh này mình đi một đường đen nữa nè. Các bạn thấy cái mẫu mình cũng tốn khá nhiều thời gian ha. Rồi bây giờ mình cho hơi ở đây. Rồi, bây giờ mình sẽ chấm đen vô nữa ha. Bây giờ lại mình sẽ chấm một tí đen vô đây nè. Đó. Rồi ở đây một tí đen để làm cái bông màu hồng đậm nữa là nó. Rồi xong đó mình phải cần một chút trắng nha, màu trắng nữa, các bạn thấy nó rùm rà không? Đó, bây giờ mình sẽ dùng màu trắng nè. Màu trắng chấm mấy cái thêm mấy cái này nè các bạn. Rồi, ở đây màu trắng. Giống như cây khô mà chấm màu trắng vậy. Rồi. Đó. Rồi bây giờ mình cho hơi bên đây phết đau for me please. Cũng vậy, màu trắng này mình chấm thêm mấy cái này. Rồi đây mình chấm mấy cái tàn cây màu trắng nè, nó. Rồi bây giờ mình sẽ chấm một miếng màu đen nha, mình vẽ cái bông màu hồng nữa. Giờ chỗ nào còn trống thì mình nhét được thì mình nhét. Rồi bây giờ qua đây put down here for me. Dạ bây giờ cái bông màu hồng bự nè các bạn. Rồi ooh, pretty pink ha. That's pretty. Yeah, you have all the color. Bây giờ chấm cái bông màu hồng ha. Bông mà kiểu mình chấm cho cánh nó dính nhau hết vậy đó các bạn. Nó. Rồi ở đây thì mình chấm ngay đây nha. Ok, fit down for me. See, it's similar ha. Yep. Rồi qua đây. Bây giờ mình sẽ chấm cái bông nó ở chỗ này. Bông này mình đợi mình chấm cái màu treo cho nó dính. Đó. Rồi, chấm cái mộc cho nó ra mới dính vô nhau ha. Rồi. Xong một cái qua đây cũng vậy. Thật sự cái bông này rất dễ chấm các bạn, nhưng mà cái mẫu này mình phải làm theo trình tự ha. Cái thứ hai vẽ bằng màu treo mình phải làm từ từ mình ha. Rồi xong luôn. Rồi bây giờ mì cho hơi qua đây. Vì vậy là mì đã xong cái mẫu vẽ bông cho cô khách này rồi đó các bạn. Bốn ngón vẽ nha. Bây giờ mì sẽ bỏ vô cho các bạn coi đây. Đây là mình đã hoàn thành xong bốn ngón tay cho cô khách này. Đó các bạn thấy em rất là sample luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho qua đây. Mình sẽ bỏ vô máy hơi nha. Bây giờ cái bước sau cùng mình bỏ nước bấm lên nè. Đó, các bạn thấy cái hoa đã xong rồi. Đó, bây giờ bỏ nước bấm lên. Sau khi bỏ nước bấm mình cho hơi nữa là mình đã hoàn thành xong bốn ngón vẽ cho cô khách này nha các bạn. Đây là bộ mới là vẽ bốn ngón cổ sơn màu cam này, chứ hai cái ngón vẽ không dính líu gì tới màu cam hết ha. Rồi bây giờ Amy xin kết thúc cái video này tại đây nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Thân ái chào các bạn.